Xin chào mọi người, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái ví đến từ thương hiệu của Burberry. Thì cái em này nó sẽ khác một xíu mọi người ha, nó sẽ có một cái dây để các bạn đeo nữa. Mà đây, đây là cái dust bag cũ của nó mọi người nè, dust bag Burberry đợt trước mọi người ha. Thành ra nó sẽ màu nó hơi nâu nâu một xíu. Đây, ở bên trong mình sẽ có một cái này cái ví mọi người ha, cái ví đi. Đó, nó giống như là một cái túi mini đó mọi người. Thì nó giống như là cái ví mà mình đang sử dụng nè. Cái của mình đang sử dụng là nó là bằng cặp 3 mọi người ha, nó sẽ có một cái phần móc này là các bạn móc những cái khóa hoặc là cái charm cũng được. Còn với cái này nó sẽ khác một xíu, nó sẽ to hơn một xíu nè, các bạn coi nè, thấy không? Nó sẽ to hơn. Cái này thì mình đã làm video rồi, còn cái này thì mình chưa làm. Tại đây, ở đây nó cũng sẽ có một cái móc, hai cái móc nè, để các bạn có thể móc cái dây các bạn đeo cũng như là một cái túi mọi người ha. Cái họa tiết của nó cũng là cái màu giống như cái màu này nè, cái màu jet đó mọi người, nhưng mà nó là màu hơi xanh xanh một xíu. Đây thì cái em này thì ở mặt sau, mặt trước thì không có ngăn gì hết mọi người, nó có một cái phần khóa bấm này mọi người. Đó, các bạn mở ra thì ở bên trong nó sẽ có cho các bạn được ngăn thẻ nè, có chữ Burberry và có hai cái móc, cái hai cái nút cho mọi người, nút bấm mọi người ha. Ở mặt trước nó sẽ có một cái ngăn nhỏ nữa mọi người, các bạn đựng tiền xu nè. Cái này giống như là cái túi Robin bag. Ở bên trong thì nó sẽ có một cái những cái giấy tờ đó của thằng Burberry. Và ở bên trong đây là nó là ngăn của nó là ngăn vải mọi người ha, giống như là cái bóp mình đang có luôn. Còn cái phần là phần da của nó mọi người nè. Nói chung là về Burberry mọi người thì mình thấy là nó được cái phần da đó mọi người rất là bền luôn. Cái này là outlet rất là lâu rồi mà các bạn thấy không, nó vẫn còn rất là đẹp nè mọi người nè. Đó. Thì đây ngăn này các bạn đựng tiền thẻ tiền xu nè, còn cái này là đựng thẻ thôi mọi người ha. Ở trong đây nó cũng sẽ có cái chữ Made in China mọi người nè ha. Cái ví cái đồ này nó sẽ là Made in China nè. Tại vì Burberry mọi người nó sẽ có Made in China, Việt Nam với lại India mọi người ha. Quay về lại thì mình sẽ có một cái dây strap nè. Cái này thì các bạn có thể đeo như là một cái túi mini luôn mọi người. Cái này mình thấy là unisex, nam nữ mang đều được hết mọi người ha. Cái dây nó cũng nhỏ, nó không có to. Và nó cũng có cái khóa của Burberry nè. Khóa Burberry mình rất là thích cái dạng này. Nó sẽ kiểu như là bền mọi người, nó không có bị oxy hóa. Và đây, đây là cái dây này mọi người nè. Các bạn có thể tăng đơ được luôn ha, móc của nó. Và đây thì khi mình gắn vào thì nó sẽ như vậy mọi người ha. Các bạn có thể đeo nè, nhìn rất là đẹp. Cái dây này mọi người các bạn có thể mang cho những cái túi khác cũng được luôn, những cái túi nào mà các bạn có của Burberry hay là những cái hãng khác á, các bạn mix vào các bạn đeo cũng ok đó mọi người, thấy không? Nhìn nó rất là đẹp nè, các bạn có thể mix đeo này, nó cũng rất là xinh mọi người ha. Thường thường các bạn bây giờ mọi người cái trend của nó bây giờ là mang những cái túi nhỏ nhỏ không mọi người nè, hoặc là các bạn ở đường các bạn chỉ cần mang thẻ thôi là ok, hoặc là một chút tiền mặt mà các bạn gấp lại cũng được mọi người ha. Các bạn đeo chéo rồi đồ nam, mình thấy nam đeo cũng rất là ok luôn. Cái em này thì mình sale rất là nhiều mọi người, mình sale rất là nhiều luôn á. Bây giờ mình vẫn còn cái em này và cái giá đang sale cũng rất là tốt, tầm khoảng 4 triệu mấy thôi. Các bạn đã có một cái ví này rồi. Hồi trước thì cái này của mình nó sale còn có 3 triệu mấy nè. Thì bây giờ các bạn bỏ thêm 1 triệu mấy nữa các bạn mua cái này cũng ok luôn. Nhưng mà cái này đặc biệt là không có được tiền gấp được mọi người ha, tiền dài á mọi người. Cái này các bạn có thể để tiền dài nè, đó. Còn cái này thì các bạn sẽ để tiền gấp lại. Rồi thì bây giờ mình sẽ thử đeo thử cho các bạn xem ha. Đây mọi người thấy không, các bạn có thể đeo chéo hoặc là đeo bên hông cũng được mọi người nè. Cái này giống như là một cái phụ kiện để các bạn phối đồ mang rất là ok mọi người ha. Đã. Giá có vài triệu qua đừng có lăn tăn. Thì cái em này hiện tại mình đang còn rất là nhiều, nếu mà các bạn thích thì các bạn cho mình sẽ báo giá chính xác cho các bạn. Nếu mọi người thích cái video này, mọi người thích cái túi này, mọi người nhớ cho mình một like, nhớ subscribe kênh YouTube của mình, bấm thông báo cái bên để nhận được những video mới của mình. Nhớ cho mình một tim bên TikTok nha. Rồi bye bye mọi người.